Cái này là hai vợ chồng chắc luôn. Chắc là hai vợ chồng nhưng chứ không có chạy cái nào hết á. Hai chồng dữ quá. Ở đây còn ai nữa không? Còn ai trong đây nữa không? Hai chồng có con cái gì không? Nói cho tôi nghe luôn, tôi khủng về chùa luôn. Kinh khủng thiệt á. Mà nói vậy chứ nghĩ tôi làm được rồi, tôi làm ma chứ không nghĩ dữ lắm. Cho tôi còn nhỏ quý cái nào nữa không? Chồng này dữ quá. Phải giữ gì mà ừ thiệt mọi người giờ nè bức tượng hay sao ngồi im chỗ nè làm cái hình thù ấn quá phải bức tượng không bức tượng đây này nó nằm trong đó ngồi lại đúng rồi đúng không thiệt luôn bà này đứng liên tiếp bà này bà đứng liên tiếp gì quỷ hả? Đồ quỷ ma hai vợ chồng. Ôi đồ di chuyển này di chuyển kìa. Ôi ví dụ vậy vậy. Ôi gì đây vậy? Dở cái gì vậy? Những dở lừa ấn cả. Tự nhiên in cái hình người ấy. Này quay kỹ này, cái nè. Nè, là cái kiểu y như Phật nè. Cái này giống hai cái đầu gấu nè. Ồ, ồ. Thì đâu hả trời. Cái đầu nè. Có gì là bức tượng không? Đúng rồi đó. Cái chân rùa cũng vậy. Đường của chân rùa vô cái bị ám á. Thôi, kinh khủng. Mất công. Đồ đồ mới cứu người ta. Cái gì vậy? Cái gì? Mọi người sao nhúc nhích hả? Cái vụ gì vậy? Ủa sao nhúc nhích hả? Cái gió thổi đúng không? Gió thổi hay là ho mắt mọi người? Gió thổi hay là ho mắt? Mình thấy bình thường mà tự nhiên hồi nãy như có cái gì chồm tới định bóp cổ sao? Đúng rồi. Ta mở gió nó thổi lên. Không biết nữa. Tao từng thấy luôn mơ rồi không phải tâm linh mới thấy cái cảnh này nè. Ơn thiệt luôn á. Ê, nói thiệt tôi người hay giả ha, cái hình tượng ha ba. Cho tôi dỡ ra được không? Cái ẩn thiệt. Cái gì mà bí ẩn vậy trời. Ha. Gì? Gì vậy? Gì vậy? Tiếng hò không? Tiếng hò của ai? Tiếng hò của con báo. Ủa, trong đó hả? Cái gì lạ vậy? Họ bị tiếng ho. Hiện tượng gì mà bức tượng ho. Ôi trời. Ngồi coi kinh ngại gì nè. Lá kỳ vậy. Đúng rồi, đợi đi qua thì ra về hay. Cái gì vậy? Ủa mọi người có vừa thấy cái gì không? Hay là ho mắt ta? Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Sao lại? Ủa đâu có thấy đâu. Kinh khủng thiệt luôn á. Gì lạ quá. Ám ảnh luôn á. Mình thấy mọi người có vừa thấy gì không hay là nhau đám ảnh hả? Một người phụ nữ
Hay là do mình ám ảnh nữa chứ. Ai bằng người luôn hay sao á. Đây, qua qua đây nè. Đâu? Đây nè. Họ theo. Tôi cũng chưa. Cũng chưa bỏ được rồi. Được chưa? Ủa hồi nãy khác nãy giờ sao khác ta? Bây giờ sao bự ra chứ giờ nó nở ra hả ta? Hồi nãy nhỏ giờ bự dưới thử. Đúng không? Hồi nãy là gió gì? Gió gì? Không biết đúng không? Nãy bị gió lại. Nãy gió tới. Càng ngày càng cao là sao? Ủa nãy dưới đây mà vừa mới qua đây bay mới. Ghê rợn rợn. Con người càng ngày càng cao nè. Hồi nãy là giờ dưới nè rồi lên đây, rồi giờ lên tới đây luôn. Cái nửa hồi chừng nó rụng mấy ton luôn á. Quá này đỡ. Ồ, kinh dị thiệt mọi người. Hiện tượng lại có thiệt luôn á. Ghê vậy hả? Để mà bỏ tiền về đây đi vô khóa gì chạy đi con. Ủa đúng rồi. Ứng lại cái cảnh tượng này mọi người ơi. Cái cảnh tượng này là một đi một về luôn á. Một đi dưới gì cả. Nhìn nó ghê rợn sao. Cảnh tượng này đứa ở trước khác vụ này đọc dầu nãy trước từ 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 nó lớn lên nó đó lên lạ cả. Nhìn nó từ từ nó lớn lên đây nè, thấy không? Nó càng ngày càng lớn rồi. Dưới đây nè. Ồ, nó dạng rồi. Cho con đụng tới một cái nha. Ủa, cái gì vậy hả? Trời, nhúc nhích, cái tượng này nhúc nhích. Cái tượng này, mọi người thấy cái tượng hồi nãy ho rồi bây giờ nhúc nhích nha mọi người. Gió rồi sao chứ? Không nhúc nhích. Cái vụ gì lại gì thôi thì nhớ mình cẩn thì nhớ mà thì phải cẩn cái chuyện gì lại chuyện lại có thật không? Ủa cái gì đây mình mềm ấy chỗ cứng chỗ mềm là sao? Còn chỗ này nhóm gì nhóm gì đấy. Đúng là ông Nguyễn nè ông nậu. Trời ơi. Anh dám mở ra luôn. Chắc tôi dỡ ra tôi coi được không? Đừng cái gì ta? Mình không dám mở mọi người ơi. Thấy ớn quá mà không dám ra. Mình trăm người luôn á. Có cái gì quan trọng người ta ở trùm lại. Cái gì ta ta? Mà y như là con người ta này. Thấy không bà? Đây này. Ủa cái này cái gì đây? Để coi nữa. Trời ơi, cái này là một lạ kỳ trên đời luôn mọi người. Hồi đó thì mới thấy cái cảnh khám phá tâm linh, mới thấy cái cảnh này nè. Tự nhiên đi lên cái hiện tượng mà nằm trong cái tấm vải này. Không biết sao nữa. Độc lạ bình thường luôn á. Ồ, cái này độc lạ trên đời luôn nè. Còn rời như đây thì chỗ mềm chỗ cứng.
Ủa như chết luôn. Gì gió thì thiệt là trời. Gì gió hả? Gió. Mọi thứ đều là ảo giác hết á. Đúng rồi trời. Cái này là cái gì đó nghe coi. Kinh khủng thiệt. Ủa sao nhúc nhích? Hồi nãy giờ để ý rồi nha, nhúc nhích mấy lần rồi nha. Phải không á? Này nghỉ ớn lạnh bỏ xe đi về luôn. Tí là nó nhúc nhích nha. Ủa sao tự nhiên nó ồ ok rợn thiệt á. Ồ cái tay tự nhiên nó lạnh lạnh cái tay luôn à. Kinh khủng thiệt. Bóp tôi cái gì sao nó lại thế? Sao tôi cứng chỗ mềm mình lại thế? Này cái gì là trời mà nếu cái gì đàn ông hay đàn bà đấy? Đàn bà mềm chứ không mà đàn bà đâu mà cứng rất vậy trời. Ủa mà không thấy mừng luôn. Ồ, chà bá lửa luôn. Ồ, cái này khủng khiếp luôn. Ngồi từ dưới lên cao chắc cũng phải 3 mét á, 3 mét á. Ồ, ướm lạnh thiệt. Trời ơi, bà chỉ này. Ồ, đây luôn. Ma quá trời luôn. Thành ra ông là ma. Ở đây giờ tôi đâu có biết. Ở đây giờ tôi sợ tới ông. Trời ơi. Kinh khủng thiệt á. Hèn chi ở đây người ta muốn bán chỗ này đi. Người ta biến không ma. Chứ sao hồi nãy nghe ông kia nói ở đây người ta bán gần 20 năm mà không ai dám mua đó. Ở đây là một con quỷ, một con ma, một con tha, một con bắt. Trời ơi, con này nó tha tới con kia bắt. Mà quỷ tha ma bắt đầu. Ứng lạnh thiệt. Cái gì vậy mọi người? Cái vụ gì đây? Cái gì vô coi trong đây luôn rồi. Ủa cái là quái vật luôn. Ủa lần đầu tiên thấy luôn á. Đó rồi đi quay ma chưa bao giờ gặp cảnh này. Ôi đây nào, nó đi rồi, nó ngọc trên đây. Trời ơi mày ngọc trên đầu cổ tao nha tao vô. Ôi rồi coi ra. Ôi mất tiêu rồi nè. Ôi vô thì ra mặt đi nó mới. Mày tùm lên thì giống mặt thì sợ tao hả? Ở đó mà sợ. Nãy giờ pháp sư lên la không. Kinh khủng thiệt. Ủa cái gì vậy? Di chuyển rồi.
Đây là ma này, đồ quỷ kia là quỷ hả? Đồ quỷ ma hay vợ chồng? Đồ di chuyển này, di chuyển kìa. Ví dụ vậy vậy. Cô chừng chuẩn bị á, chuẩn bị. Ồ, người ta chắc tư thế chuẩn bị. Mình suy nghĩ sao mà dở quá. Kinh khủng luôn rồi. Con quỷ là nó tha con ma rồi, hàng như là quỷ tha ma bắt. Con quỷ về đây, con quỷ về đây con ma nó trong. Kinh khủng thiệt luôn á. Đúng luôn mọi người. Bây giờ đó. Ừ. Cái gì này đây là quay rõ nè. Ủa ứng dưới đó, thấy không? Ủa ghê không? Ủa ghê không? Ủa camera thấy nào đó. Ừ. 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 Rồi bữa nay cháu cái mùi lại rồi thì ngon người diễn ra đi làm gì đâu mà phải giấu đắp. Giấu lén lúc đắp lại là sao trời ơi, giấu mặt hả? Ồ, bữa nay mình tìm khám phá tâm linh mình mới thấy cảnh này. Ừ, lạnh chưa? Ừ. Bây giờ mình tưởng cái hình tượng gì không ơi. Hay vậy? Đâu hả? Ủa? Đâu mất tiêu hả? Đâu mất tiêu hả? Còn cái tấm này không ta? Ủa? Cái gì vậy mọi người? Ảo thuật à? Nó giống như ảo thuật vậy. Đúng là hai thở. Ồ. Bà đứng đi tiếp. Bà đứng đi miết gì hả? Bà đứng đi miết, bà không cho về sao vậy? Trời, quỷ ma đi lấy nhau rồi ta. Ma thì lấy ma mà quỷ lấy quỷ chứ sao lấy lộn xộn vậy? Coi chừng bà quỷ đó đại ca của ma. Ủa? Mất tiêu hả? Ấn lạnh nó mất tiêu hết luôn. Không còn thấy gì nữa. Không thấy nữa. Còn đống rơm không à? Tấm màn. Ồ, cái tấm màn này che bức tượng cũng mất tiêu luôn. Trời ơi, ma đi đâu luôn rồi. Kinh khủng nha. Ấn lạnh thiệt. Nhà giống nhà tinh liên như vậy. Giống như nhà tinh liên vậy. Kinh khủng thiệt á. Chẳng lẽ rơm này chứa cho ẩm bả ăn. Quý ma nó ăn rơm đó mình. Xong lên chứa cho ai ăn đâu quý ma. Liệu nó ăn được chứ ma quý nó ăn được chứ ăn. Rơm này hình như người ta để nửa cho bò, nửa cho ma quỷ ăn chứ. Đầy nhà này ăn rồi đó. Một ngày nó ăn con cá bó, quỷ ăn con bó, con ma ăn bó. Tầm này hai bó thôi. Thôi chừng lâu lắm rồi, chưa ăn thịt ngựa, bây giờ mình vô mình làm luôn á. Ta lụm mình ăn luôn á, chưa chừng á. Ướm lạnh. Nổ gai ốc luôn mọi người. Đi quay ma mua cái bình 800 ngàn vô bể lên nè. Đó. Xong rồi. Rồi xong. Camera chưa kịp thấy cái gì luôn mọi người mà bỏ chạy bể mình rồi. Bây giờ không có thấy. Không à. Tài sản của tôi chết rồi. Đó. 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 Đó.
kinh tởm lợn luôn mà, chứ không phải bình thường đâu. Kinh dị lắm, cái nhà này kinh dị vô cùng lắm. Đây theo chưa, mới ngầu ở dưới bây giờ lên trên ngầu quá. Đâu? Ủa gì là ôi, làm rớt cái bình của mình bể ở dưới mà. Có ai ác không? Ác uống không? Trời ơi, sao nó ác như tưởng làm rớt cái bình của mình bể luôn rồi. Đi tới lùi rồi đi lùi đi tới nữa chứ. Kinh khủng thiệt. Kinh khủng thiệt luôn. Ông là ma ha quỷ ha cái gì đây thì ông nói cho tôi nghe có gì tôi cúng cho ông mà. Chứ ông đừng có nhét tôi hết rồi, ông làm nhét cái tôi chạy rớt bể cái bình hư cái bình của tôi rồi. Bây giờ ông nói đây, ông nói ra rõ ràng đi cho tôi biết chừng để tôi cúng, tôi thỉnh ông về chùa rồi, còn không là tôi cúng cho ông ăn. Ông nói thật đâu. Ông ơi, cái này ông hả bà? Người ta là bức tượng mà, hình như là bức tượng á. Sao bà không phải bức tượng hồi nãy giờ hiện ra đâu. Bây giờ cũng vô đen nằm lại này. Bức tượng quỷ ám đó. Bà tôi biết chắc đây là ma nè. Còn cái bà cô hồi nãy bà nghĩ là quỷ. Bảo đảm luôn. Bà nghĩ như có năng. Nghĩ tại vì ma là thường thường nó ở trong nhà nha mọi người. Còn quỷ nó đi bao quanh là đi giữ nhà nha. Quỷ là đi giữ nó. Kinh khủng thiệt luôn á. Ông ma trong đây coi chừng là bà đó là bà vợ bảo vệ ông chồng. Chứ không ai hết. Mà tôi phiên bà ơi. Vừa thấy cái gì á, nhô nhô ra á. Không biết nữa, vừa thấy gì nhô nhô ra. Không biết phải không nữa. Ôi ra mọi người. Khảo sát mình coi cho kỹ mọi người nha. Ông đó mình mất công bắt hồn mình là không ai quay camera nữa. Ồ. Tu viên. Kinh tấm lận quá. Hỏi cô không nói là sao ta? Không nói được biết làm sao đây? Ở đây này có ngay cả một hộ ống ra. Kinh tởm. Nhiều quá. Ồ, giúp luôn. Ồ, giúp luôn. Ồ, về đây nữa. Cái gì nữa? Ở đâu nữa? Cái gì nữa? Ồ, ám ảnh cỡ đó không đủ hả? Còn cái gì nữa đây? Đây quý vợ ma chồng hả? Cái gì? Chị gớm mày. Ôi gớm mày trời. Ồ kia kìa. Ra mặt luôn kìa. Ồ cái gì vậy? Đi làm bụi gì vậy? Ồ tắm bóng tay gì lại đâu? Đem bóng tay hả? Ủa người đâu? Chị gớm mày. Ồ bây giờ muốn ra chuyện thật nè. Ôi, quỷ này đang cắn móng tay mọi người. Tôi khiên. Mọi người coi nè, mọi người coi nè, ghê rợn chưa? Mày thấy cảnh tượng này không? Đó, mấy người này làm động trừ quá. Ma thì lấy ma, còn quỷ lấy quỷ, tự nhiên quỷ đi lấy ma là sao? Quỷ nữ ma chồng. Trời ơi. Ơi, trên đời tôi mới thấy hết trời ơi, thiệt á. Cái này là hai vợ chồng chắc luôn. Chắc là hai vợ chồng chứ không có chạy ngõ nào hết á. Hai chồng dữ quá. Ở đây còn ai nữa không? Còn ai trong đây nữa không? Hai vợ chồng có con cái gì không? Nói cho tôi nghe luôn, tôi thỉnh về chùa luôn. Kinh khủng chứ. Mà nói vậy chứ nghĩ tôi làm gì cho tôi làm ma chứ nghĩ dữ lắm. Tôi còn nhỏ quý cái nào nữa không? Chồng này dữ quá. Có phải dữ liền mà nhiều. Ừ, thiệt mọi người giờ nè. Bức tượng hay sao? Ngồi im chỗ này. Làm cái hình thù ấn quá. Phải bức tượng không? Bức tượng. Cái này nó nằm trong đó. Kinh khủng mà. Cái này đi đâu mất tiêu à?
bây giờ đi đâu mất tiêu, còn quỷ chồng để vô tâm vô coi là quỷ chồng kinh khủng thiệt á. Ốm thiệt luôn mọi người, nổ gai ốc lục cục luôn. Còn con ma con là của ông bà ông ra luôn, ra cho con hiện ra cho con thấy luôn. Ôi quỷ ma gặp nhau có tỷ con trời. Dạ tôi hỏi tí ông ma cầu quỷ, hai chồng bà gặp nhau họ có đĩa ra được thứ nào không? Có ma con quỷ con gì nói ra cho tôi biết để tôi định hướng để tôi cúng không à? Kinh khủng thiệt. Ôi gớm một trận. Rồi ok. Cái bà về đây là thấy là bà vợ của ông này là thấy bận đồ rõ ràng nha, bận đồ bình thường luôn. Trời ghê vậy trời. Cái nhà này cũng nhỏ nhỏ mà có võ mơ luôn. Nhà nhỏ nhỏ mà hai người tà ma quỷ bức tượng cái gì nữa? Đủ thứ đó con người. Cái gì nữa trời. Cái gì muốn xua cái nhà ngã luôn sao vậy? Rồi. Ghi đầu biết đâu. Rồi còn chọc ghẹo còn phá gì nữa trời. Vì tính xua nhà nhà cho tôi đẹp, tôi đem đây tôi chết luôn hả? Kinh khủng thiệt luôn mọi người. Ở nhà này còn hai cái ổ này. Chúng để hai cái ổ này là khu ma quỷ đĩa đây ta. Trong đó ổ đĩa là sao ta? Chắc ngừng ổ dạ. Hình như cái bức tượng kia, cái ổ trong kia là chỉ còn người nữa. Kinh khủng vậy. Vậy còn hòa bá nữa mọi người. Ma quỷ đĩa là tứ. Mới có ma quỷ còn thiếu hòa bá nữa. Rồi dạ ám ảnh luôn cuộc đời luôn. Ông bà không nói đúng không? À đúng không? Ông ông đừng có giả đò tôi nha. Tôi biết ông cái gì sao sao thấm thú lại? Đâu ông là ma, ông đừng có nhát tôi, ông đừng có giả nha. Ông tưởng tôi không biết hả? Tôi đi khám phá tâm linh ông biết mấy năm nay chưa? Tôi biết ông là ai. Ông đừng có ham dọa, ông đừng có giỡn mặt tôi nha. Ông biết tôi sợ ông. Tôi biết ông. Ông vù ma nhé kỳ. Ông nói á, ông phải nói như thế nào tôi sẽ cúng cho ông ăn nha. Một là cúng ông ăn, cúng cái bồn quỷ cái kia nha, mày bên chồng mày. Tôi nói với ông mày tôi mất lòng bà nha. Ở ngoài đó bà bên ông hả? Để tôi nói chuyện với ông tí coi. Ông nha, tôi nói ông này. Ủa sao ông bự ra vậy? Ông muốn tu hiền tu lành nhau, tôi đưa ông vô chùa. Ông kìa, ông bự ra kìa. Ô, ông nổi ra kìa. Ô, ông nổi. Ma mà y như bông gòn những nước thì nổi như vậy. Ô, tiêu lại kìa. Ô, gì quái vật à? Chỉ là cái này là con quỷ, quỷ lò xo. Con quỷ đàn hồi. Quỷ lò xo nó thun vô rồi nó nở ra nè. Trời, chẳng lẽ hay trọng là quỷ hết. Vì là quỷ cao su mọi người. Dạ, dạ mày bên ghê mơ đang có chuyện để hỏi cung. Đang hỏi cung với anh chồng này. Bây giờ mày vô rồi kia bánh nhát. Bây giờ cho tôi hỏi đây. Bây giờ tôi cúng đây cho ông hai vợ chồng ông ăn được không? Rồi tôi đưa hai vợ chồng ông vô chùa. Ông ngồi lại cho ông nói năng gì hết. Ông tiêu lại cho tao coi. Ông ơi. Ủa, gì vậy? Ôi, nhìn thấy cái gì vậy? Ừ. Nhìn thấy cái gì vậy?